Mày giá lại tiền em đâu? Cái gì từ từ làm sao? Thế hôm qua mày bịp nó à? Sao lại cờ bạc thua phải chịu, sao lại bịp cái gì? Ông đòi tiền gì? Thì phải giá lại tiền đi. Làm gì có chuyện đấy? Ông thích gỡ đúng không? Thích đòi tiền cho em không đúng không? Đúng rồi. Bởi lúc này ông thích gỡ, tôi cho ông gỡ luôn. Có gỡ được không? Được rồi, bán đích rồi đây. À, đây này nhá, ông đến nhà ông đòi tiền đúng không? Rõ ràng. Đây. Đấy, đây, bỏ ra đây. Đây, bắt đĩa đây này. Anh ơi, bắt đây này. Đĩa đây này, em cầm đĩa nhà mình đi. Đúng rồi. Rồi, còn tiền thì không thiếu. Tôi nói hai anh em không phải, tôi cho hai anh em, hai anh em ông tự sóc luôn nhá. Được chưa, bắt đĩa ông, đúng chưa? Làm việc. Anh cứ sóc em giam tiền cho. Xong chưa? Anh bỏ mày chờ đâu, mày chờ đấy mấy nhá. Vâng ạ. Xong chưa? Để tôi thử đấy. Này, phải gỡ lại hôm qua. Lại luôn không? Qua luôn, đéo còn ba đâu. Được chưa? Xong rồi đấy. Thế vào chẵn để anh đâu? Chẵn xong để ngoài. Này, chỗ này này, có 6 triệu này. Đây cả tờ trăm này, 6 triệu đánh tất vào trong này. 6 triệu đúng không? Đúng rồi. Nẻ thừa lại 5 triệu. Được chưa? 5 triệu đúng không anh? Nẻ thừa lại 5 triệu. Nẻ thừa 5 triệu anh. Nẻ thừa chỗ này làm gì được 5 triệu? Cứ đếm đi, đủ 5 triệu. Tôi chỉ đắp chỗ này là đéo nhận 5 triệu luôn này. Rồi ok. Là 6 triệu này. Rồi. Tứ tử là cái gì? Cứ thử đi, cứ thử thật. Cứ thử gì? Em giao cho nó. 6 triệu này, cầm về. Đủ 6 triệu chưa? Đủ anh ơi. Thì mình phải thua đi. Mình thua, chỗ này 12 triệu. Mình thua, mình phải chơi đẹp em biết chưa? Đếm tiền đầy đủ. Thằng béo rồi có cái chuyện đấy. Được chưa? Hai anh em ông lấy tiền đi. Đây đâu? Đánh trong đúng không? 12 triệu này, ông nhớ này 12 triệu này. Gấp trao à? Gấp trao. Nhẹ thừa lại 10 triệu. Xong này, nhận này, đếm ra, đếm tiền ra. Tôi đang đếm rồi, chờ đi. Em cột vào đây đi. Đây ạ. Tôi lấy bao tiền, chốt lên 12 triệu này. Tiếng này nè, ông cứ đếm là. Này, đếm đi này. Xong, có đủ, ông cứ yên tâm, cứ giam tiền, nong xong rồi. Tiếng này, này, anh em thích, gỡ đúng không? Này, đéo có mùa xuân gỡ đâu. Này, sắp đôi này. Được chưa, 12 triệu xong chưa? Tiếp 10 triệu bán ngoài này nữa. Chịt mẹ. Gỡ à? Đỏ thế. Ông của ai bị? Cái này kiểu đéo được nhỉ? Đấy nhỉ? Bán lấy anh ấy. Em giam tiền đó. Đánh 10 triệu đi. 8 triệu này. Đủ chưa? Từ 2 triệu nữa. Địt nghĩa. Đủ đây. Để nguyên cái 10 triệu đây này. Lẻ này, đánh lẻ 10 triệu này, được chưa? Anh đánh mà anh em đâu đéo còn tiền, không đánh đâu. Không thích đánh đâu. Em đánh đâu đâu đấy. Tất vào nếu không đánh chắn. Chả sao bây giờ thả đánh chắn để gỡ thì chẳng nghe đánh ra lẻ cùng máu không nhỉ. Được chưa? Ông bảo tôi bịp cái bát đấy, ông tôi bịp cái gì? Bán hết chắn em vất xuống đây không phải đếm. Cờ bạc thua phải chịu đúng chưa? Xong chưa? Tiếng này không nẻ là cái đéo gì. Thế thì được chưa? Thế mà công đánh hết tiền vào đây thì tôi hỏi ông cái này cái ai làm? Thế bây giờ đâu? Ông tôi không có cái này rồi. Thế nhưng mà thì mẹ sẽ nào kiểu gì mà tin thế nhỉ? Làm anh lớn đầu rồi nhưng mà ngu lắm. Hiểu chưa? Này, không đòi được tiền đâu. Sau cái này đấy, cờ bạc thua phải chịu, không có chuyện đòi tiền. Còn bây giờ tôi nói ông này, tôi bịp cả hai anh em ông luôn, còn hai anh em ông rốt phải chịu. Còn thế, biết tại sao không? Thế giờ bịp kiểu gì? Bây giờ nói là không đòi tiền nhá. Rồi ok. Kiểu gì mà. Bà này, ông nhìn này, một con điện thoại này tôi để ở đây là nó quét được con vị nó đã thua rồi. Hiểu chưa? Quét được vào xuyên qua bát này á. Xuyên qua bát luôn, còn bát kia là bát đĩa của ông đúng không? Chuẩn chưa? Ông đâu thử đâu, tôi này, xem này. Tôi nói ông này. Nhìn này. Rồi. Tiếng này này. Sắp đôi anh đây đúng không? Đúng rồi. Ông làm cái sắp đôi đây đúng không? Đúng rồi. Được chưa? Tin thế nhỉ? Chuẩn nhỉ? Hiểu chưa? Nhưng mà sao lại biết được đặt đây, thế này báo của gì? Này, báo của gì ở này? Mở mắt ra này, nói trước là không đòi tiền rồi đấy. Rồi ok. Ông nhìn này, tôi để ra cái đĩa này cho ông Dung ông nghe này. Sắp đôi thì nó là không dung. Dung một cái thì đánh vào lẻ, mà dung hai cái đánh tứ tử. Ông tự tay ông sóc đi, được chưa? Mở mắt ra mình nhìn này. Được chưa? Này, đặt vào chưa? Mấy dung? Dung 2. Dung 2 đánh tứ tử 5 tỷ. Địt mẹ, thế ác nhỉ, sao hay quá nhỉ. Xong anh không lại một tiếng nữa xem nào. Này đúng kín luôn đấy. Không biết một cái gì luôn đấy. Đi. Được chưa, sắp đôi chưa? Không dung sắp đôi chưa? Đúng sắp đôi thật. Được chưa, này chỉ cần mỗi một cái điện thoại cùng dung rồi thôi là ông đã thua rồi nhá. Được chưa, ông lo năm anh em ông không tuổi gì hiểu chưa? À, thôi được rồi. Thế nhưng bây giờ thôi như này, bây giờ chấp nhận được cái số tiền đấy tôi không lấy lại nữa. Thế thôi ông để lại cho tôi bộ đồ này. Được không? Để tôi đi tôi gỡ chỗ khác chứ bây giờ. Cái này ok luôn, không thành vấn đề nhá. Còn anh em mông cờ bạc sau ra xã hội thua phải chịu, chấp nhận. Được chưa? Mình quá chơi, quá chịu. Rồi ok. Được chưa? Rồi. Mãi chưa? Được rồi, thôi được rồi, không bây giờ tôi để cho bộ đồ này này, anh em mông gỡ đâu gỡ. Còn nói chung là ngồi với tôi không có cửa. Rồi ok. Nhanh nhá. Mặt đi nữa về. Được chưa? Tôi để bộ đồ này nhá.
Thôi được rồi. Cầm nó anh em không cầm về. Rồi, cảm ơn nhé.